Chào các bạn, mình là Phạm Quốc Thiên. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếng Việt. Các bạn nhớ đăng ký để ủng hộ con của mình nhé. Chào các con lớp 1 và các bậc phụ huynh. Chúng mình sẽ tiếp tục luyện tập là gì nhỉ? Thi hết học kỳ 2 môn tiếng Việt lớp 1 đúng không? Và hôm nay chúng ta sẽ làm chủ điểm nhà trường đúng không ạ? Hôm qua chúng ta đã làm chủ điểm về thiên nhiên đất nước rồi đúng không? Hôm nay chúng mình sẽ làm chủ điểm nhà trường nhé. Ở cái phần thi này chúng ta cũng sẽ gồm có phần đọc chính tả này, trả lời câu hỏi này, phần thi viết này, viết chính tả và phần làm bài tập đúng không nào? Bây giờ vào phần đầu tiên, phần đọc chính tả nhé. Chúng ta có một bài thơ của nhà thơ Thảo Nam và các con sẽ cùng với bạn Thiên đọc nhé. Đúng không nào? Nghe mẹ đọc trước nhé. Sáng nay mèo đi học, ôi chao vui quá chừng. Mèo vừa đi vừa hát, cái đuôi quay nhoáng nhoáng. Nhìn vào đây nát không đọc được đâu con ạ. Trong cặp sách sẵn sàng, sách bút cùng thứ kẻ, lại thêm món bánh ngọt cùng bướm xinh dập dờn. Mèo đi qua vườn hoa, ôi chao kìa bạn thỏ, đang đùa vui với nắng cùng bướm xinh dập dờn. Theo sợi nắng lung linh, mèo đùa vui mãi miết, chú ta nào có biết giờ học đã bắt đầu. Thảo Nam. Bây giờ bạn Thiên cùng đọc với các bạn nhé. Nào. Sáng nay mèo đi học. Ôi chao vui quá. Chừng mèo vừa đi vừa hát, cái đuôi quay nhoang nhoang. Từ nào bạn Thiên đọc sai mẹ sẽ gạch chân. Cái đuôi quay nhoáng nhoáng. Nhoáng nhoáng. Trong cặp sách sẵn sàng, sách bút cùng thước kẻ, lại thêm món bánh ngọt cùng bướm xinh dập dờn. Mèo đi qua vườn hoa, ôi chao kìa bạn thỏ, đang đùa vui với nắng cùng bướm xinh dập dờn. Theo sợi nắng nung linh, mèo đùa vui mãi miết, chúng ta nào có biết giờ học đã bắt đầu. Sau khi đọc xong bài thơ đúng không, bây giờ chúng mình sẽ đi vào phần trả lời câu hỏi nhé. Dựa vào nội dung của bài đọc, hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu đúng không? Ở đây chúng ta sẽ có 3 câu hỏi này. 3 câu hỏi ở trang số 37 này. Là mỗi một câu hỏi chúng mình sẽ có 3 đáp án là A, B, C. Và đáp án nào đúng thì các con khoanh tròn vào chữ cái đó nhé. Câu hỏi đầu tiên, câu số 1. Mèo đi học vào lúc nào? Bây giờ chúng ta có 3 đáp án để lựa chọn. Đáp án A là gì nhỉ? Sáng nay. Buổi sáng. Đáp án B là buổi trưa. Và đáp án C buổi là buổi chiều. Vậy mèo đi học vào lúc nào? Buổi sáng. À, chúng ta xem lại bài học nào. Sáng nay mèo đi học đúng không? Vậy thì chúng mình sẽ khoanh tròn vào đáp án A. A, đúng rồi. Sáng nay mèo đi học. Sang câu hỏi số 2. Trong cặp sách của mèo có tự có chủ gì? Động đọc đi. Cặp sách của mèo có gì? Chúng ta có 3 đáp án. Đáp án A là gì nhỉ? Sách, bút, thước kẻ và bánh ngọt. Đáp án B nào? Bút chì, bút mực và bánh rán. Đọc thước kẻ, tẩy và bánh rán. Vậy thì trong cặp sách của mèo con có gì? Làm thế nào để chúng ta biết được đáp án nào là đáp án đúng? Trong cặp sách. Sau khi chúng ta sang bút thước kẻ và món gì? Bánh ngọt. Vậy đáp án nào sẽ là đáp án đúng nhỉ? Đáp án A. À đúng rồi, sẽ là đáp án A đúng không? Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang câu hỏi số 3 nhé. Nào. Trên đường tới trường, mèo con gặp ai? Bạn. Gặp ai nào? Thứ nhất là bạn thỏ này. Bạn bướm xinh. Thứ hai là bạn bướm xinh bướm xinh và bạn sâu chim sâu. Thứ ba là bạn
bạn chim, chim sâu và bạn thỏ. Bạn thỏ gặp ai? Bạn thỏ gặp ai nhỉ? Chúng ta lại quay lại bài đọc đúng không? Bạn thỏ gặp ai? Bạn mèo gặp thỏ. Và ai nữa? Và bướm. À, vậy thì đáp án nào sẽ là đáp án đúng trong ba đáp án này? Đáp án A. À, bạn thỏ và bạn bướm sinh đúng không nào? Vào chỗ trống để hoàn thành câu đọc lại câu đó. Ở đây chúng ta có câu gì nhỉ? Trên đường đi học vì mãi đùa. Mãi dấu hỏi. Mãi vui với đùa vui. Đùa. Vì mãi đùa vui. Đọc lại. Vì mãi đùa vui nên mèo. Nên mèo làm gì? Chúng ta quay lại bài đọc. Nên mèo quên mất đi học. Với câu đầu tiên, trên đường đi học vì mãi đùa vui nên mèo gì? Bạn Thiên thêm từ quên đi học đúng không? Quên mất giờ vào lớp mới là đúng không nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ sang câu tiếp theo nào. Đọc tiếp nào. Nếu lỡ nó cao bị học. Đọc lại nào. Muộn. Nếu nó bị học đi. Nếu nó đi học muộn, em sẽ làm gì? Em sẽ xin cô dạy. Mẹ chỉ đến đâu đọc đó. Cô giáo thế nào để được vào lớp. Vào lớp. Nếu nỡ đi học muộn thì sẽ xin phép cô giáo như thế nào để được vào lớp? Con, em xin cô vào lớp. Con xin cô vào lớp. Đúng rồi, con viết vào. À đúng rồi, bạn Thiên lại biết là con xin cô vào lớp đúng không? Bây giờ tiếp theo, câu số 6 nè. Tìm trong bài đọc tiếng có các vần. Đó là vần gì nhỉ? Vần inh và vần vần gì nhỉ? Yết. Yết đúng không? Chúng ta sẽ quay lại bài đọc và tìm các từ có vần inh và yết. Từ có vần inh đó là từ sinh đâu? Nhầm. À đúng rồi, có từ sinh và từ linh. Từ nào nữa không? Miết. À miết. Rồi, từ nào nữa nhỉ? Miết biết. À biết hết chưa? Rồi. Xem lại từ đó. Bây giờ chúng ta. Rồi đúng không? Bây giờ con sẽ đọc lại các từ mình đã viết nào. Đọc đi nào. Sinh, ninh, linh miết. Là cao hay là thấp? Sinh, ninh, miết, biết. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần nói và nghe. Ở đây chúng ta có một bức hình. Nhìn nhá, các con nhìn vào đây. Bạn mèo đang làm gì nhỉ? Bạn mèo đang bắt bướm. À, đang bắt con bướm đúng không? Đây nhỉ, đây là con bướm này đúng không? Mèo đang là bắt bướm đúng không? Bạn bướm cảm thấy như thế nào? Cảm thấy... Bị mèo bắt thì bạn bướm cảm thấy như thế nào? Cảm thấy sợ sệt. À đúng rồi, sợ hãi đúng không? Hãy nói một vài câu khuyên bạn mèo con đi học đúng giờ. Nào. Đừng chơi với bạn bướm. Đừng nghịch ngợm đúng không? Nói một vài câu, câu phải có chủ ngữ là mèo con làm sao? Mèo con đừng nghịch ngợm. Mèo con không nghịch ngợm đúng không? Rồi làm mèo con làm sao nữa nhỉ? Mèo con đừng bắt bướm. Bướm thuộc về thiên nhiên. À đúng rồi. Và mèo con gì nhỉ? Nhanh tới. Nhanh tới trường không lại chỉ học. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang phần thi viết. Và phần thi này chúng ta sẽ vào phần đầu tiên, đó là làm bài tập đúng không? Điền vào chỗ trống. Uất hoặc bút. Uất hoặc uất đúng không? Uất. Và dấu thanh phù hợp vào chỗ trống. Ở đây câu đầu tiên chúng ta có từ sờ và ngày đúng không? Chúng ta sẽ điền gì nhỉ? Sờ. Uất ta uất. Suốt ngày. À đúng rồi, suốt ngày. Suốt ngày. Suốt thì uất ta uất. Đúng rồi, con viết vào. Con thấy suốt ngày đúng không? Rồi, với từ bó. Bó gì nhỉ? Bó. Ghép hai từ này vào. Bó, bút. Có đúng bó. Không? Không, bó ghép bút. Hai từ luôn. Bó, bút. Đờ mà đây là chữ đờ mà con đọc kiểu gì? Bó đuốc. Bó đuốc là bó gì? Bó đuốc là cái để người ta thắp sáng vào ban đêm đó. Người ta gọi là bó đuốc. Đúng đuốc. Rồi. Ok, bút. Dấu thanh là dấu đốt sắt luôn. Phải có dấu thanh thì mới từ mới có nghĩa đúng không? Tiếp theo chúng ta điền giờ hoặc giờ gì? Giờ gì? Từ đầu tiên nhảy dây. Nhảy dây chúng ta điền giờ gì? Giờ gì? Giờ gì?
ra đà. Đúng rồi. Tiếp theo. Bóng dâm. Bóng dâm chúng mình điền giờ gì? Dâm giờ là ra ra. Đúng rồi. Từ này nào? Còn cụ già đi xuống giờ gì? Đúng rồi. Đúng không nhỉ? Chúng con, các con lưu ý này. Ví dụ ở đây chúng ta có 3 từ với 3 âm R khác nhau. Chứ thì ta... chắc chắn là 3 từ sẽ sử dụng 3 âm R khác nhau. Chứ không phải là mỗi âm đều có một từ. Đúng không? Chứ không phải 3 từ này đều sử dụng một âm R đâu, mà phải là 3 âm R khác nhau. Con, các con cảm thấy từ nào có nghĩa thì chúng ta sẽ thay đổi nha. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần C, đó là phần điền in hoặc yên và dấu thanh phù hợp. Nào, từ đầu tiên là từ... Từ đầu tiên là tin nhiệm. Dấu thanh vào. Tin nhiệm. Dấu thanh khác đi. Tín nhiệm là gì? Đúng rồi, tín nhiệm con có thể có nghĩa không? Con cũng không biết là tín nhiệm là gì. Tín nhiệm tức là gì nhỉ? Người đó rất là có uy tín. Vào. Tín được không? In là in nha. Đúng rồi. Tín nhiệm. Tín. Từ tiếp theo. Còn buồn. Đọc lại từ này. Đồng tin đồng. Khi mà chúng ta sử dụng in rồi thì không sử dụng in vào đây nữa, đúng không? Mẹ nhắc rất nhiều lần rồi, ở bên này dùng in thì chắc chắn ở bên này sẽ không bao giờ dùng in nữa. Đồng tiên. Đồng tiên là đồng gì? Tiền, đồng tiền. Đúng rồi. Nhớ nhá, bên này dùng in thì bên này chắc chắn phải dùng yên. Không bao giờ hai bên đều dùng in cả, nên chúng ta không cần phải ghép in vào đây bên đấy nữa, hiểu không? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài số 2. Viết từ ngữ có chứa vần ăng vào từng hình đám mây. Ở đầu tiên từ vần ăng với từ nắng vàng theo mẫu, đúng không? Bây giờ con nghĩ ra ba từ khác có vần ăng, con viết vào đây nào. Yêu. À vậy là với vần ăng thì bạn Thiên đã nghĩ ra được các từ gì? Con đọc lại các từ con vừa viết nào. Từ đầu tiên là từ làm nặng. Từ tiếp theo là chăn rằm. Và từ lắng nghe. À ngoài ra còn có từ mẫu là nắng vàng, đúng không nào? Bây giờ phần tiếp theo khó hơn một chút nữa. Viết một câu về điều em thích nhất ở trường học. Nào, bạn Thiên thích nhất ở trường học điều gì? Em phải có em thích nhất ở trường học. Thì cái từ đầu tiên phải là em. Câu phải có chủ ngữ và vị ngữ. À, họ hỏi gì cha nữa? Lúc ra chơi vì có nhiều bạn. Đúng không? Em thích nhất giờ ra chơi, đúng không? Đó là một câu. Rồi con viết vào. Tiếp tục nào. Bây giờ bạn Thiên đã gì nhỉ? Viết xong được hai câu của cái phần chép lại đoạn văn, đó là phần thi chính tả này, đúng không nào? Bây giờ sau khi chúng con, các con viết xong rồi, bây giờ chúng mình sẽ đọc nhé. Sáng nay mèo đi học, mèo đi qua luống rau xanh, mèo nhìn thấy cây chanh, cây ớt, cây hành, đúng không nào? Bây giờ bạn Thiên đọc lại những gì con vừa viết nào. Sáng nay mèo đi học, mèo đi qua vườn. Qua gì? Qua luống rau xanh, mèo nhìn thấy cây chanh, cây ớt, cây hành. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái đề thi ngày hôm nay, đúng không? Cảm ơn các con đã quan tâm theo dõi video của bạn Thiên. Đây là đề thi tiếng Việt và có chủ đề là nhà trường, đúng không nào? Ngày mai chúng ta sẽ làm tiếp các video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các con vào ngày mai, và các con nhớ đăng ký để học cùng với bạn Thiên nhé.